với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.